Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Trãi và Lê Hồng Phong. Năm xưa là đường B Trích Ký. Thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn cùng lang thang đi đến con đường Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa, là con đường Trần Tuấn Khải ngày nay. Theo hướng camera chúng ta đi thẳng là sẽ đi đến chợ lớn quận 6, quận 5. Rồi hành trình chúng ta sẽ đi quẹo qua cái đường Lê Hồng Phong nha, quẹo trái đường Lê Hồng Phong. Mình sẽ đi ra đường Trần Hưng Đạo, rồi đi ra bến Hàm Tử. Bến Hàm Tử nói liền bến Chương Dương, bến Lê Quang Liêm. Ở đây chúng ta có cái chung cư 17C, chung cư Phan Văn Trị. Khu vực này buổi chiều rất là đông đúc mà. Ở đây đừng có kẹt xe giữa đường. Không, người ta chạy xe ngoài đường người ta còn giỡn quá tay luôn. Đó là do ý thức của những người đi đường, những người chạy xe, họ vừa xỉn mà vừa không đội nó bảo hiểm. Chúng ta đi đến đây là ngã ba giao lộ của đường Trần Đạo và Lê Hồng Phong. Nếu mình quẹo trái mình sẽ đi về chợ Nancy, rồi quẹo phải thì mình sẽ đi về chợ Nguyễn Thái Bình, phố chợ Hòa Bình. Xin lỗi anh chị bạn. Chợ Hòa Bình, khu chợ Hòa Bình năm xưa là phường Nguyễn Quỳnh Đức. Hồi xưa theo em tìm hiểu thì quận 5 có 7-8 phường. Phường An Đông, phường Bến Nguyễn Trãi, phường Khổng Tử, phường Nguyễn Quỳnh Đức. Trong đó đường phường Nguyễn Quỳnh Đức nằm ở trên đường Nguyễn Quỳnh Đức luôn, ở chợ Hòa Bình. Đây chúng ta vừa đi qua cái bệnh viện Sùng Chính. Ở đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và Huỳnh Mẫn Đạt. Mình sẽ quẹo trái để đi ra cái bến Hàm Tử. Bến Hàm Tử năm xưa khúc này là làm than rất là nhiều luôn, làm than đá, nó than đá để người nấu nướng, buôn bán đồ ăn người ta nấu. Đây con đường Huỳnh Mẫn Đạt bây giờ. Khu này thì không có phát triển cho lắm. Khu này rất là nhiều nhà cấp 4. Chúng ta chạy chậm chậm mình sẽ nhìn rõ hơn ha. Ở đây cũng có rất là nhiều căn nhà xưa nè. Như căn nhà số 3 Huỳnh Mẫn Đạt. Bây giờ là bánh mì An Thanh Phước. Phía bên tay trái thì có cái bệnh viện Chợ Quán. Bệnh viện Chợ Quán năm xưa là bây giờ là bệnh viện Nhiệt Đới đó. Ở đây là nằm bên hông của bệnh viện. Nên nhà ở đây rất là nhỏ, không có được cấp phép xây dựng. Buổi chiều ở đây cũng có cơm tấm. Cái đường này quá rất là nhiều quán cơm. Chúng ta đến đây là giao lộ của
bánh hàm thử năm xưa và Quỳnh Mẫn Đạt. Mình quẹo phải là mình sẽ đi về chợ Hòa Bình. Quẹo trái mình sẽ đi về quận nhất cái hầm Thủ Thiêm. Nhìn xa xa bên kia thì đó là quận 8 Bình Hưng Phú. Thì hành trình ta hôm nay là sẽ đi về cái địa chỉ nhà 181 Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa. Không biết bây giờ có còn đúng địa chỉ đó hay không á. Tại bây giờ là cái đường đường quên tên luôn. Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa là Trần Quang Khải, hỗ trợ Tuấn Khải, Trần Tuấn Khải ngày nay. Cái cánh trái nào mình sẽ đi vô chợ nè, rồi cánh phải mình sẽ đi qua cái bến Hàm Tử này. Bây giờ ở đây rất là nhiều thay đổi về cái mỹ quan đường xá, rồi công viên. Ở đây có cái công viên cũng mới xây, mới làm. Đây có chung cư xưa nè, chung cư ở đầu đường Đào Tấn để đi vô chợ cá Hòa Bình. Chung cư này rất là xưa luôn. Đường này là vô chợ cá, chợ cá Hòa Bình. Nay em dẫn các anh chị và các bạn cùng đi ngắm phố phường buổi chiều để mình xem Sài Gòn bây giờ với ngày xưa. Đây có gợi nhớ đến số hình ảnh nào không ha? Chúng ta gần đến cái ngã ba giao lộ bến Hàm Tử và Trần Tuấn Khải. Thì cái địa chỉ 181 thì nó nằm ở gần cái đường Trần Đạo. Chúng ta đang đi ở đường Trần Tuấn Khải. Nhà ở đây cũng có một số nhà mới xây dựng nè. Nhưng mà nhà ở đây có cái đường này có rất là nhiều chung cư, có cỡ 4-5 cái chung cư đó. Trên cái mặt tiền đường này, ngay cái khúc mà bán bán trái cây ở đầu chợ nè, đầu chợ vô chợ Hòa Bình nè, cũng là một cái chung cư rồi nè. Bên đây cũng là chung cư, ngay đầu đường đây là hai chung cư rồi. 181 nằm bên tay phải chúng ta luôn. Đầu chợ này, đường này vô chợ Hòa Bình nè. Đây là khu phố 4. Mùa này là mùa sầu riêng nên các chị và các bạn đi ngoài đường là thấy rất là nhiều sầu riêng. Đây là 116, 124, rồi 128. Đó, bên đường có cái chung cư đầu đường Nghĩa Thục luôn hả. Chung cư Trần Hưng Đạo. Nên mình không có nhìn thấy cái địa chỉ 121, nên
Nếu mà chú John có xem cái video này thì cho tôi xin cái comment nhé. Chúng ta ra đây là đường Trần Hưng Đạo rồi, đi thẳng mình sẽ đi về chợ Hòa Bình. Ủa, về chợ chợ Nancy. Hôm nay sao lộn chợ hoài ta. Nhìn bên đây thì mình có cái rạp Đống Đa nè. Rạp Đống Đa. Đây có ngày xưa có rạp Palace, rồi rạp Oscar. Hình như rạp Đống Đa là rạp Oscar ngày xưa. Palace là ở ngay chỗ cái nhà hàng biển, sao biển. Ngày xưa lụng cũng là một cái rạp đó. Theo lời chia sẻ của các cụ lớn tuổi ở đây, ở hoa biển nè, hoa biển bây giờ, ngày xưa là cái rạp. Một lần nữa mời các anh chị và các bạn cùng nhìn lại cung đường này ha. Ở đây có rất nhiều chung cư ngày xưa. Đây, một số hình ảnh về cái khu vực Nguyễn Quỳnh Đức gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp mình sẽ đi lại để kiếm địa chỉ đúng hơn. Nhưng mà hiện nay thì em đi tới đó nhưng mà không thấy cái địa chỉ 181. Nếu mà cô chú có xem cái video này cho em xin cái comment nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các anh chị và bạn nào lần đầu tiên xem kênh thì có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, subscribe hay là comment, chia sẻ những cái địa điểm hay là những cái nét về Sài Gòn xưa hay là những cái gì đó về cuộc sống. Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp nhau trên những cái comment đó nha. Chỗ này ngã ba giao lộ Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo, chỗ này đèn đỏ thì mình được phép đi thẳng ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.